Hi, welcome back to OC Health and Education Show. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với anh Steve Nguyễn của Coastline Community College. Anh Steve, cảm ơn anh Steve đã tiếp tục theo dõi nói chuyện với Julie hôm nay. Trước khi phần quảng cáo, mình nói thêm về chương trình của Coastline Community College. Phần đây Julie muốn hỏi anh Steve về cái vấn đề của cái how has enrollment affected during COVID time, and Steve? Yeah, cảm ơn chị Julie. Thưa quý khán giả, trong cái thời COVID thì nó ảnh hưởng rất là lớn đối với sinh viên ghi danh trường Đại học Coastline College, mà không có chỉ riêng Coastline College mà nó ảnh hưởng đến cái hệ thống 4 năm, nghĩa là CSU, UC và trường tư. Thì Steve cũng nói chuyện với một số sinh viên, thì những sinh viên đó nói cho Steve biết là những sinh viên đó bị mất việc. Thành ra bây giờ phải trả bills. Đó là cái quan tâm lớn đối với họ. Thành ra vì phải đi kiếm việc làm, thành ra không có đi học, thì thành ra suy nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều sinh viên, không có chỉ là những cái sinh viên mà Steve đã nói chuyện. Và cảm ơn anh Steve đã chia sẻ về cái chuyện đó. Thưa quý vị khán giả, trong mùa COVID, Julie biết là rất là nhiều học sinh với gia đình cũng có nhiều cái khó khăn. Julie hy vọng hôm nay anh Steve có thể đem theo được cái chương trình có thể giúp học sinh để cho tiếp tục học tại cái phần học hành với ghi danh về lớp trong mùa COVID. Nó là không phải là cho có được cái bằng không anh Steve, mà thiệt ra cho cái phần cái mental health của mọi người đó. Trước phần quảng cáo, mình Julie có nói chút là cái chương trình mà elective courses, nhiều lúc thì con mình đi học, mình muốn học cái lớp ghi danh cho trường á, mình muốn học cái lớp cho mình có cái bằng, mà không phải là có cái bằng không, mà cái trường Coastline Community College với rất nhiều cái chương trình học trường 2 năm hay 4 năm cũng có mấy cái lớp mà cho mình học cho vui, là music appreciation, floral arrangements, and cũng rất nhiều chương trình đó. And Steve, nói cho Julie biết, what kind of classes have you seen some of your students take for elective to kind of keep them motivated and continue to go to school? Cảm ơn chị Julie. Thì trong cái chương trình học 2 năm hoặc là 2 năm transfer đều có những cái unit mà nó gọi là elective, giống như Julie nói đấy. Thì những cái lớp đó nó là giống như là free, thoải mái, sinh viên muốn lấy lớp nào lấy. Thì trong cái mùa COVID thì Steve thấy những cái lớp mà nó sẽ giúp cho sinh viên về mental health, nghĩa là về sức khỏe tâm thần, để cái gì mình tiếp tục mình đi học, học mà học cho vui vẻ. Thì có những cái lớp giống như kinesiology, tập thể dục, right? Có thể là exercise, right? Exercise science, hay là yoga. Tại nhiều lúc ở trong mùa COVID á, mình luôn mình lên mạng, and mình cũng không có thời gian tiếp xúc với mọi người, thì cái lớp mà yoga hay mấy cái lớp exercise đó, cái kinesthetics á, là rất là quan trọng. As a speech therapist á, Julie là người âm ngữ trị liệu, lúc mà Julie thấy nhiều học sinh của mình á, mình không có dạy tiếp trong clinic, mà mình chỉ dạy trong teletherapy không đó, nhiều học sinh họ thấy giống như cũng hết sức, họ cũng ngồi yên không á, thì trong cái therapy Julie cũng phải kêu bé đứng dậy, nhảy chút, chạy vòng vòng, do jumping jacks or something. So Julie thấy là cái phần mà mình phải exercise là quan trọng. Tại mình học trong cái lớp mà Julie muốn nhắc quý vị khán giả ở nhà đó, là mình vẫn học, con mình cũng vẫn học trong cái Zoom, mà trong cái break mà 5 phút hay 10 phút á, cái quan trọng nhất á, là mình phải khuyên con của mình với học sinh á, là phải hoạt động chút, phải không anh Steve? Thì anh Steve, how do you keep your physical health during COVID? Nói thật với chị Julie thì trong cái tháng 3, chị Julie có nhớ giữa tháng 3 thì Vi nghe tin bị COVID,
thì lúc đó thì trường đóng cửa, thì lúc đó thì chuyện về làm ở nhà. Thực sự ra làm trong hai tuần đầu tiên thì rất là vui, tại mình không cần phải lái xe đến trường, mình không phải chuẩn bị nhiều. Nhưng mà đối với Steve thì tuần thứ tư hoặc tuần thứ năm á, yes, thì lúc đó hơi bị stress và bị mental health rồi đó. Tại vì lúc đó là mình không được đi đâu hết, mình sợ mà, mình sợ ra nhà bị bệnh, bị lây cho gia đình. Thành ra lúc đó Steve bị rất là bị stress. Steve nhớ là có một đêm á, chừng khoảng 7 giờ tối, Steve lái xe đi tới tới những cái địa điểm mà Steve thường đi tới đó. Right? Mà trong cái lúc đó thì Steve cũng có chạy ra cái đường Bô Sa. Mà lúc đó không ngờ Julie, đường Bô Sa của mình nó giống như là sa mạc vậy đó. Là nghĩa là lúc đó là không ai đi ra ngoài đường. Thành ra đối với Steve, một cái mà nó để nó release cái stress là Steve hay đi lễ. Sorry nha, đây là Steve là người Công giáo, thành ra Steve hay đi tham dự những cái buổi lễ online để cho nó làm cho mình đỡ stress được con người hơn. Cảm ơn anh Steve đã chia sẻ về cái phần đó. Không có cần sorry gì hết đó. Là tại cái phần cái faith base là mình có cái tin tưởng á, là rất là quan trọng trong cái mùa COVID. Tại nhiều lúc á, thì anh Steve cũng nói, Julie cũng vậy đó, là hầu tháng 3 năm trước á, thì mình thấy bị COVID mình được ở nhà hai tuần đầu, hai tháng đầu mình thấy giống như mình được cái vacation vậy đó, thì giống như cái quà. Mà sau đó thì gia đình cũng hơi căng thẳng chút, mình cũng hơi lo lắng chút. Julie thấy đó là bây giờ cũng gần một năm rồi, thì gia đình cũng hơi quen. Mà điều Julie muốn nhắc nhở quý vị khán giả ở nhà đó là bây giờ đó mình thấy đó là cũng có cái vaccine, họ có thể dạy, some of the school is starting to open, thì business are starting to slowly open, but I know we're very cautious. Mà một cái phần mà anh Steve có nhắc nhở với khán giả đó là mình đi lễ có thể cũng là tốt cho gia đình. Có thể mình ngồi ở nhà nhiều quá mình cũng hay mệt, thì thỉnh thoảng cũng quan trọng đó là mình cũng ngồi vô xe mình lái vòng vòng để cho nó vui chút, cho thoải mái. Quan trọng nhất là mình phải thay đổi cái môi trường, phải không anh Steve? Julie thấy đó là anh Steve có rất nhiều cái ý kiến để cho giúp cho gia đình với cho mấy sinh viên đây. Julie cảm ơn anh Steve để cho nói thêm về Coastline, về cái chương trình đây. Anh Steve có muốn nói gì thêm được cái chương trình ở Coastline để mà đặc biệt cho cái chương trình Coastline cho giúp được cộng đồng Việt Nam của mình không? Dạ, cảm ơn chị Julie. Trong 2020 á, thì có 23.000 sinh viên ghi danh học ở trường Coastline. Thì trong 23.000 thì đến 58% là sinh viên lấy lớp online, nghĩa là học ở nhà, không cần tới trường. 70% của sinh viên lấy on-site, nghĩa là tới trường học. Còn 2% đó thì sinh viên lấy hybrid, nghĩa là cái lớp hybrid nghĩa là vừa lấy online và vừa lấy on-site luôn. Nghĩa là vừa tới trường vừa học trên mạng. Và hơn 20% là corresponding, nghĩa là lấy lớp qua thư từ. Đó là những something mà Steve muốn chia sẻ cho quý khán giả. Thành ra có nhiều cách để sinh viên lấy lớp học, không có chỉ là tới trường đâu, có thể qua mạng và hybrid giống như Steve nói vậy đó. Julie cũng hy vọng là sau cái COVID đây thì trường cũng vẫn mở lại, and then mình cũng có thời gian để cho enroll vô mấy cái lớp đây. Luôn luôn mình thấy đó là cái trường Coastline College đã trong cái thành phố mình ở, trong Westminster, họ ở Garden Grove, họ chỗ Fountain Valley, thì rất là dễ cho gia đình được ghi danh cái đây. Tại cái lớp của Coastline Community College không phải là học sinh trẻ, không phải không anh Steve? Là cái người lớn, Julie cũng nhớ đó là lúc mà Julie học á, Julie cũng thấy rất nhiều chú mà 6, 7, 80 tuổi vẫn cũng học. Sau phần quảng cáo hôm nay đó, thì Julie muốn tiếp tục nói chuyện với anh Steve và hỏi thêm về cái chương trình EOPNS, làm sao sinh viên được ghi danh cái chương trình đây, với mọi người ở nhà có muốn học cái chương trình đây. Julie cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội.